Kính chào quý ông bà và anh chị em. Kính mời quý ông bà và anh chị em lắng nghe tin mừng Chúa Nhật thứ 34 thường niên năm A, lễ Đức Giêsu Kitô, Vua Vũ trụ. Tin mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: Nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn; ta khát, các ngươi đã cho uống; ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm; ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù mà đến hỏi han đâu? Đức Vua sẽ đáp lại rằng: Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người bên trái rằng: Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa ta đói, các ngươi đã không cho ăn; ta khát, các ngươi đã không cho uống; ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng. Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù mà không phục vụ Chúa đâu? Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta vậy. Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời. Xin kính chào quý ông bà, anh chị em. Hôm nay giáo hội mừng lễ Chúa Kitô là Vua. Và chúng ta thấy là đại lễ Chúa Kitô là Vua hôm nay được đặt vào trong cái ngày cuối cùng của năm phụng vụ. Thưa anh chị em, cuối rồi, mãn rồi, hết, chấm dứt. Và trong cái lúc cuối, cái lúc chấm dứt này, giáo hội đặt Chúa Kitô là Vua trong chính cái ngày đại lễ này. Và như vậy anh chị em thấy, ngay từ đầu chúng ta nói Chúa Kitô là Alpha, là Omega, là khởi nguyên và là cùng đích. Hôm nay đây, trong một giai đoạn vừa chấm dứt, trong một chu kỳ vừa chấm dứt, chúng ta suy tôn Chúa Giêsu Kitô là Vua. Chúng ta tôn kính Đức Giêsu Kitô như là Chúa Tể, và chúng ta đặt Ngài lên làm Vua mọi loài mọi vật trong cái ngày cuối cùng của năm phụng vụ đây, như là một sự kết thúc, như là một sự chấm dứt cho một chu kỳ, cho một tiến trình và cho cả vũ hoàn này. Chúa Giêsu Kitô là Vua. Và thưa với quý ông bà, anh chị em, chúng ta nghe cái tước hiệu Vua, ông Vua, ngày hôm nay
chúng ta không có sống ở chế độ của những ông vua, bà hoàng. Chúng ta hôm nay chỉ có dùng những từ ngữ để chỉ những cái ông vua mà không có ngai vàng. Các vua ngày xưa có ngai vàng, còn ông vua hôm nay không có ngai vàng. Vua dầu lửa, vua xe hơi, vua bóng đá, và còn nhiều cái tước hiệu vua mà chúng ta gán ghép cho người này người kia. Nhưng thưa với quý ông bà anh chị em, cái tước hiệu vua, cái tước hiệu vương đế mà giáo hội đặt cho Chúa Giêsu Kitô trong cái ngày cuối năm phục vụ này, như là chúng ta tôn kính Đức Giêsu Kitô là vua tình yêu, là vua của vũ trụ này, cái nơi mà Thiên Chúa yêu thương, cái nơi mà Thiên Chúa bảo bọc giữ gìn, cái nơi mà Thiên Chúa hằng gìn giữ, đó chính là vũ trụ, là con người. Và hôm nay trong ngày kết thúc năm phụng vụ, như là kết thúc của một chu kỳ, kết thúc của một thời hạn, chúng ta tôn kính Chúa Giêsu là vua, vua tình yêu, vua thương xót, vua của lòng nhân hậu. Đó là vua Giêsu mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay. Và khi chúng ta nói Chúa Giêsu là vua, thì chúng ta là thần dân của vua Giêsu. Chúa Giêsu là vua và chúng ta là thần dân, thì chúng ta phải có bổn phận đối với vua của mình. Chúng ta phải có bổn phận với vương quốc của mình. Như vậy, chúng ta có bổn phận nào với vua Giêsu? Chúng ta có bổn phận nào với vương quốc của Thiên Chúa? Thưa anh chị em, chúng ta có luật lệ trong vương quốc của Chúa Giêsu. Chúng ta có hiến chương, chúng ta có điều luật để sống trong vương quốc của Chúa Giêsu. Chúng ta vẫn gọi đó là hiến chương nước trời. Chúng ta vẫn gọi đó là lề luật của Chúa đã ban cho. Và chúng ta vẫn gọi đó là thánh ý của Thiên Chúa. Như vậy, khi chúng ta tôn vinh Chúa Giêsu là vua, để chúng ta nhận mình là thần dân của Ngài, thì chúng ta coi chúng ta đây phải sống theo lề luật của Chúa. Chúng ta phải sống theo ý định, chương trình của Thiên Chúa, và chúng ta phải sống theo hiến chương của nước trời. Hôm nay đây, trong bài tin mừng của ngày Chúa Nhật cuối năm phụng vụ, chúng ta suy tôn Chúa Giêsu là vua, thì lời Chúa cho chúng ta thấy quang cảnh của cái ngày vua giáng lâm, quang cảnh của cái ngày vua Giêsu ngự đến. Thưa anh chị em, sứ điệp lời Chúa mà chúng ta vừa được nghe trong ngày lễ Chúa Kitô vua hôm nay đây, cho chúng ta thấy quang cảnh của ngày vị vua Giêsu giáng lâm. Và trong cái quang cảnh mà bài tin mừng vừa cho chúng ta nghe, chúng ta thấy Thiên Chúa chỉ bộc lộ tình yêu của Ngài thôi, và Ngài mời gọi chúng ta sống cái tình yêu đó trong chính cái cuộc sống của mình. Ngài không đòi chúng ta làm điều gì khác, mà chỉ cần chúng ta và mong muốn chúng ta sống trọn vẹn hai chữ yêu thương Thiên Chúa và yêu thương anh em, kính thờ Thiên Chúa trọn vẹn và yêu thương anh em hết tình, hết tấm lòng của chúng ta. Và như vậy, cái sứ điệp mà tôi muốn gửi đến với quý ông bà, anh chị em, trong ngày Chúa Nhật hôm nay, ngoài cái việc chúng ta sống cái hiến chương, sống cái lề luật của vương quốc Chúa Giêsu, thì chúng ta cũng phải thể hiện để chúng ta sống theo cái lời mời gọi mà Chúa Giêsu đã đặt ra cho chúng ta. Đó là lời mời gọi yêu thương mà vua Giêsu đã lấy làm tước hiệu của chính mình. Giêsu là vua tình yêu,
Giê-xu là vua của lòng thương xót, Giê-xu là vua của lòng đại lượng thứ tha. Chúng ta hôm nay được mời gọi sống cái lời mời gọi mà vua Giê-xu đã sống, để chúng ta thể hiện cái tình yêu này, để chúng ta thể hiện cái lòng thương xót này, để chúng ta thể hiện cái lòng bao dung hay tha thứ này trong chính cái cuộc đời của chúng ta, nơi chúng ta đang sống với những người chúng ta đang ở cùng. Thưa anh chị em, sứ điệp lời Chúa đòi hỏi chúng ta một cách rất gắt gao. Được thì chiên hãy vào nơi cha ta chúc phúc, mà không được thì hỡi những kẻ chúc giữ hãy vào nơi hỏa ngục. Chúa Giê-xu đòi hỏi cái giới luật yêu thương này rất gắt gao trong cái ngày Chúa ngự đến. Và để chuẩn bị cho cái ngày Chúa ngự đến nơi mỗi người chúng ta đây, thưa anh chị em, chúng ta hãy sống ngay cái giới luật yêu thương này lúc này. Chúng ta hãy sống ngay cái lòng thương xót lúc này. Chúng ta hãy sống ngay cái lòng bao dung tha thứ ngay lúc này. Để khi Chúa Giê-xu ngự đến với chúng ta thanh thản, chúng ta bình an và chúng ta vững vàng để ra trình diện với Chúa Giê-xu trong ngày sau hết. Chúng ta vui mừng vì được Chúa Giê-xu đón tiếp, bởi vì chúng ta là những người trung thành, bởi vì chúng ta là những người nghiêm túc, bởi vì chúng ta là những thần dân tốt trong vương quốc của Chúa Giê-xu khi chúng ta thực hiện trọn vẹn giới răn yêu thương mà Chúa Giê-xu đã mời gọi. Yêu thương Thiên Chúa và yêu thương anh em. Chúng ta đã sống tốt và sống hết tâm hết lòng với lời mời gọi yêu thương này. Do đó, trong ngày Chúa ngự đến, chúng ta không phải băn khoăn, chúng ta không phải ngại ngùng, chúng ta không phải sợ hãi, mà chúng ta thanh thản bình an để đến đón chào Chúa Giê-xu ngự đến trong ngày sau hết. Sứ điệp của ngày hôm nay gửi đến với chúng ta điều này, để chúng ta sống trong cái lời mời gọi của Chúa Giê-xu mà chúng ta sống cái ngày cuối cùng của mỗi đời người chúng ta được trọn vẹn, được bình an. Xin Chúa luôn đồng hành với anh chị em, xin Chúa luôn ở cùng với anh chị em trong suốt cuộc đời anh chị em, để chính Chúa Giê-xu là người sẽ đón nhận anh chị em và cả tôi nữa vào vương quốc của Ngài trong ngày sau hết. Ước gì được như vậy. Amen. Dạy con biết sống quang đại, biết sống phụng sự muôn người ở khắp nơi. Xin Ngài dạy con, dạy biết cho đi mà không tính toán, dạy biết xa thân mà không mong chờ phần thưởng. Lạy Chúa, xin hãy dạy con yêu người không tính toán. Lạy Chúa, xin hãy dạy con yêu người như Chúa yêu con. Xin Ngài dạy con biết sống quang đại, biết sống phụng sự muôn người ở khắp nơi. Xin Ngài dạy con, dạy biết cho đi mà không tính toán, dạy biết xa thân mà không mong chờ phần thưởng. Liên kết đoàn con nên một trong danh Chúa. Cuộc sống soi chiếu tình thương cho người khắp chốn muôn nơi. Xin Ngài dạy con biết sống quang đại, biết sống phụng sự muôn người ở khắp nơi. Xin Ngài dạy con, dạy biết cho đi
mà không tính toán, dạy biết xa thân mà không mong chờ phần thưởng. Dạy con biết sống quang đại, biết sống phụng sự muôn người ở khắp nơi. Xin Ngài dạy con, dạy biết cho đi mà không tính toán, dạy biết xa thân mà không mong chờ phần thưởng. Lời Chúa vang mãi ngàn năm, yêu người không phân cánh. Trời nắng hay lúc trời mưa, cha hàng ban xuống như nhau. Xin Ngài dạy con biết sống quang đại, biết sống phụng sự muôn người ở khắp nơi. Xin Ngài dạy con, dạy biết cho đi mà không tính toán, dạy biết xa thân mà không mong chờ phần thưởng. Xin Ngài dạy con, dạy biết cho đi mà không tính toán, dạy biết xa thân mà không mong chờ phần thưởng.